Ăn thuốc đâu, sản phẩm bổ sung để giúp cho con khỏe mạnh hơn nha. Giúp cho em Cherry nó khỏe hơn chứ. DHA nè, sắt nè, canxi hả? Giỏi, biết đọc là giỏi rồi. Trời ơi, mọi người thấy không? Trời mưa đi làm mệt về mà phải đem mấy cái sản phẩm về cho vợ mình, mà vợ tôi cái ống nghẹo không chịu uống. Mà vợ tôi đâu có biết đâu, phải bổ sung những sản phẩm này con mình mới phát triển được. Có một đứa rồi mà chưa rút kinh nghiệm nữa, có tức không? Trong cái đoạn mang thai, việc bổ sung sắt nè, canxi và DHA đầy đủ, ngoài việc giúp cho bà mẹ khỏe mạnh còn giúp cho con phát triển tốt nữa nha mọi người. Trời đất ơi, con mình nó cần nhiều thứ lắm, từ trong bụng mẹ đã cần rồi. Do đó chăm sóc phải biết nha, phải tìm hiểu những cái sản phẩm nào cần thiết cho bà bầu để mua nha. Hôm nay may mắn quá gặp tôi giới thiệu nữa nè. Đây, canxi. Đây là DHA. Và đây là sắt nha. Bộ này của Abisua nha mọi người, hỗ trợ. Ngày xưa con Cherry á, tôi có mua cho uống rồi mà bà quên đó mọi người. Anh nói tức đó, của chồng công vợ mà đúng không? Bà mang nặng đẻ đau mà tôi cũng có công chăm sóc mà. Bây giờ thấy không, ra đường là con Cherry ghi bà dành bà chăm cho mình bà.